Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blue Energy Việt Nam. Ngày hôm nay Đức không review xe đâu. Hôm nay mình sẽ review một cái món ăn chơi cho các bạn nào mà muốn đi e-bike mà đi xa. Giờ mình nói cái đầu tiên trước nè. Bình thường á là bên mình pin xe là nó có hai dòng pin, là dòng pin 48V và 17,5Ah và 48V 25Ah. Thì trước mặt các bạn đây là cục pin 48V 25Ah. Đó. Thì đối với những cái cục pin này á là mình sẽ gắn lên sườn. Mình sẽ đặt ngay giữa sườn. Rồi. Nhu cầu tới đó không dừng lại. Các bạn muốn là bây giờ mình muốn có một cục pin sơ cua nữa để đi xa hơn nữa. Cái nhưng mà bây giờ ở giữa sườn mình gắn đã hết chỗ gắn rồi, bây giờ mình làm sao đây? Có giải pháp thứ hai. Pin 3 ga. Đây, các bạn thấy không? 3 ga 2 tầng và 3 ga này cực kỳ chắc nha. 3 ga này đặt cục pin vô trong đây. Đặt vô trong đây xong rồi mình có thể chở người, chở đồ ở phía trên này nữa. Nhôm rất là dày, rất là chắc. Và cục pin này có dung lượng là 48V và 25Ah. Cái cục pin này là nó nặng tương đương với cục pin này, dung lượng tương đương luôn nha các bạn. Ở đây nó sẽ có cho mình cái chìa khóa nè. Để mình mở cho các bạn xem luôn. Người thiệt, việc thiệt. Đây, khi mua thì các bạn sẽ được cung cấp ốc, rồi chìa khóa, rồi dây cắm đầy đủ ha. Unlock, cái này đang nằm ở vị trí unlock rồi nè. Rồi cái vị trí off nè. Rồi vị trí on nè. Đối với cục pin này á, là bạn không có ổ khóa nha. Là các bạn cắm trực tiếp vào luôn là lúc nào nó cũng on. Nhưng mà đối với cục pin này nó có thêm cái chìa khóa cho các bạn. Tức là chìa khóa này nó vừa đóng vai trò là giữ cho cái cục pin nằm im trong 3 ga không ai lấy được. Và nó đóng vai trò là cái công tắc nguồn luôn. Y chang như cái ổ khóa xe máy hồi xưa vậy đó các bạn. Tới vị trí unlock rồi, bây giờ mình kéo cái này ra. Đây, cái này nha. Cái này mình sẽ gắn nó vào trong 3 ga. Đây nè, cái phần này mình sẽ gắn vào trong 3 ga nè. Rồi cục pin này sẽ tuột vào trong đây. Các bạn thấy gọn không? Nó làm khá là chỉnh chu các bạn. Nè, dây cắm sẵn hết rồi ha. Có đầu cắm luôn nè. Có những cái châm của 3 ga luôn ha. Rồi, cục pin này nó có một cái hay nữa nè. Cái này các bạn biết là cái gì không? Cái này là cái đèn hậu. Giờ mở home lên nha. Thì nè, home lên nè. Bật đèn hậu lên. Đã không? Khỏi cần trang bị đèn hậu luôn. Đây, đang home rồi đúng không? Ờ, đang home rồi. Nè, tắt nè. Cái này nó chỉ khóa cho dây nguồn thôi. Còn cái đèn này nó vẫn luôn on các bạn ha. Luôn on. Ngoài ra ở đây nó có luôn cái nút bấm để kiểm tra nguồn. Có đèn sáng ở đây kiểm tra nguồn. Không biết camera sao vậy các bạn phải. Để xíu quay gần lại cho các bạn xem. Rồi. Tóm lại á, là cái giải pháp pin này, cái dung lượng nó y chang như cục pin này. Giá nó y chang luôn. Rồi. Hoặc là đối với những cái xe bạn nào mà cái sườn, cái tam giác giữa đó nó quá nhỏ mình không thể gắn cục pin này thì mình cũng có thể chọn cái giải pháp 3 ga sau. Ok ha, ổn ha. Mình sẽ quay một số cái hình ảnh thực tế khi mà mình ráp lên xe cho các bạn xem có thể như thế nào nha. Nè, các bạn thấy chưa? Đó, khi ráp lên xe nó sẽ như thế này nè. Ở đây là mình ráp lên chiếc xe bánh béo 26 inch cho anh Tây. Chiếc xe này anh Tây ảnh hốt rồi. Và anh chê là ơi cục pin âm sườn này nó dung lượng ít quá, mày gắn cho tao cục pin nào lớn hơn được không? Được, có luôn giải pháp nè. Đây các bạn thấy nè, đẹp không? Chắc chắn ha, chở được người, chở được đồ các bạn ha. Rồi, video đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn muốn có
thêm nhiều thông tin về pin, về cái pin Baga sau thì các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại có trên màn hình, sẽ có nhân viên đến hỗ trợ. Xin lỗi, sẽ có nhân viên nghe máy và hỗ trợ cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.